anh Phi đang hỏi trước cô chú anh chị cũng thông cảm đi, tại vì cường không có gắn mic đó nên ồn chi gió rất là lớn. Anh Phi chạy rất là dữ luôn. Đi đâu ha cô chú anh chị, chưa có nhìn thấy cô rồi anh chị, chưa nhìn thấy cô. Ủa sao do anh thấy chị đi vô đây làm gì đó? Ủa vô đây làm gì vậy? Đi quán nhậu mà ta sao? Chào anh Thúy chị Vy. Chào. Ủa nay anh chị đâu đây vậy? Đi ăn trưa. Dạ hả? Trời sao qua xây anh thấy chị Vy? Đổi hướng. Đổi hướng hả? Thì vợ biết chỗ này thì đi đây. Rồi anh với chị Quy trốn em cái gì sao mà đi qua phòng kiếm cũng không thấy, mà bây giờ đi qua con quán bà bảy cũng thấy luôn, ai ngờ đi tới đây luôn. Em chọn thấy anh đâu. Rồi bây giờ anh biết lý do gì mà em đi theo anh tới đây không anh Phi? Ai biết đâu. Biết lý do em gì em ngồi theo anh tới gì đây không? Em nằm. Anh Phi, bây giờ anh đi tới đâu em cũng biết hết. Bây giờ em chỉ ngồi ở nhà thôi là biết anh với chị Quy đó có đi mua bán hay không, hay là có đi làm gì anh đó. Em không cần biết mà anh ở đâu là em biết anh ở đó đó. Có tin không? Mà tự nhiên lý do gì mà sao em biết anh với chị Quy uống cà phê ở đây nè. Đó. Phải vậy với thầy. Em mới biết rằng. Anh không biết luôn anh Phi. Đó bây giờ là sắp tới là anh đi đâu là em cũng biết. Anh ở đâu cũng được hết trơn á. Sao mà tụi em đi theo anh tới đây là anh cũng biết rồi đó anh Phi. Thầy không biết đâu. Đó hai vợ chồng dám đi từ cũng xa lắm, huyện giả cũng mười mấy hai chục cây số đó. Rồi thấy hai vợ chồng lại nằm uống cà phê thảnh thơi gì đó. Đó nên dẫn vợ đi vô ngoài. Trời ơi. Hay là trốn được thôi, trốn em anh Phi. Trốn gì đâu. Hả? Em làm gì đâu mà em chưa sợ ai mà trốn. Thì biết rồi, tại vì nhầm khi anh không muốn cho cộng đồng mạng biết, không muốn ghi hình anh á anh Phi. Tại vì sợ, anh sợ nhầm khi anh không đi buôn bán, anh sợ bị chửi bị la anh Phi. Nên anh trốn, hai vợ chồng trốn ở đây phải không? Không. Mà em tí vợ em hả? Có vợ em biết chỗ này chỗ kia. Nói thật đi. Thiệt. Ở đó sợ ai? Anh nói thật đi, như khi anh, tại vì anh nói là ghi hình anh mỗi ngày là coi anh có đi buôn bán không. Mà không ngờ em biết anh tới đây là cũng hiểu đó anh Phi. Hai vợ chồng em đứa đi lộn đứa đi mua cũng khổ rồi. Bây giờ là đi chơi vài ngày cho khỏe. Mà em bữa nay là anh bỏ quán bà bảy luôn là em là anh cũng biết là sao rồi đó anh Phi, đúng không? Điểm em à. Điểm quán bà bảy là điểm chốt của anh ở đó mà sao mà anh đi đổi điểm rồi. Ôi đổi điểm. Cho vợ em đi, em đi chơi ngồi hoài không có mùa hiu. Đó từ nói chung là từ quán bà bảy là đi tới đây đó cũng xa đó, huyện giả cả mười mấy hai chục cây số đó. Mà bây giờ hai vợ chồng đi nằm quán cà phê thảnh thơi luôn, vừa thấy
còn Dũng Vlog đến nè, để giật mình lên cũng hết hồn hỏi lý do gì. Mốt sao rồi em biết. Chở vợ em đi Cần Thơ chơi. Trời ơi, rồi tính ở đó luôn hả vậy anh Thi? Ờ. Hả? Mình vợ mình không biết, mình dẫn vợ mình đi. À, là tính đi muốn bỏ xứ Sóc Trăng quá vậy anh Thi? Không, bỏ xứ, làm gì bỏ xứ. Mình đi tham quan, đi chơi, cho vợ biết Cần Thơ là ở đâu, Bến Ninh Kiều ở đâu. Đó, bây giờ hai vợ chồng không thực hiện á, bây giờ trốn qua tới đây. Hay thì chứ anh Phi, anh công nhận anh cũng hay ha, với Diệu Huy á. Hay, em muốn đi đâu rồi đi. Rồi lúc khi anh kêu Kiều Huy đi theo anh á, rồi anh nói sao anh Phi? Để cho con giả biết anh Phi. Nói anh dẫn em đi ăn uống, đúng cà phê. Hay là anh có nói thôi hai anh em, hai vợ chồng mình đi kiếm chỗ nào xa xa thì đừng cho mấy anh YouTube lại thấy ghi hình anh được không anh Phi? Không, thầy không có nói à. Có nói câu đó không? Không. Rồi sao mà tự nhiên nó bắn vào bẫy anh không thở mà tự nhiên anh đi tới đây giữ với anh Phi? Em cho vợ em mở mang kiến thức. Ờ, là muốn dắt đi xa phải không? Đợi quá rồi. Ờ, mở mang kiến thức, bán này bán nọ cho vợ em biết. Hồi nãy với vợ em cực khổ, chưa ra còn quán. Đó, bây giờ em á, dẫn vợ em đi chỗ này chỗ kia biết gì ta. Thế rồi chờ, tính bây giờ anh tính đi Cần Thơ, tính đi dắt chị Quy đi Cần Thơ chơi là chừng nào mới đi? Ra Bến Ninh Kiều luôn. Trời ơi, biết quán Bến Ninh Kiều luôn anh Huy. Bây giờ biết Bến Ninh Kiều không Huy? Chưa. Rồi mai mốt anh chở em đi luôn. Từ Sóc Trăng mình đi tới Cần Thơ khoảng bao nhiêu cây anh Huy? Sáu mấy cây số. Rồi tới 65 cây số. Sáu mấy cây số. Vậy là anh có từng đi rồi phải không? Em thì hiểu biết rồi, mà vợ em nó chưa hiểu biết, chưa biết Bến Ninh Kiều là cái gì. Đặt đi thì biết rồi đó, mà Bến Ninh Kiều vợ em chưa biết. Bến Kiều vợ của anh chưa biết hả? Có, bây giờ anh chạy từ phòng mà đi tới đây cũng xa lắm. Trời ơi, có gì vậy? Tại vì á, biết sao anh á, bây giờ anh bất khi anh đi nơi nào em cũng biết anh chơi điểm đó hết trơn, nơi đèn TV. Không mà em chở vợ em đi chơi mà, cho vợ em mở mang kiến thức. Rồi anh có nghĩ mà lý do gì mà sao em biết anh ở đây không? Không biết không? Ai biết đâu. Anh suy nghĩ, tự suy nghĩ đi. Tại vì anh nói chung là anh đầu óc anh nó cũng thông minh hơn chị Vy. Đó, bây giờ anh suy nghĩ đi mà lý do gì sao mà em biết đó. Thì mấy anh Dũng quay chở vợ đi chơi. Ờ. Thôi anh tham quan. Chỗ nào không biết là chở vợ em đi, sao biết? Em mở mang kiến thức cho vợ em. Mở mang kiến thức hả? Ừ. Vợ em không biết chỗ nào em chở đi đó. Cho con danh như người ta. Rồi cái mặt anh đơ đơ chắc anh cũng vô đòn rồi ha anh Phi. Đơ đâu rồi. Vô chắc vô có xị hai xị gì đó ha. Mặt em nào bây giờ gì? Rồi chắc đó đâu. Nếu ví dụ mà gặp giao thông thổi cái ép rồi đó đâu. Còn chắc cũng quá tải rồi anh Huy ơi. Làm gì gặp chứ không? Anh biết đo đâu còn khoảng bao nhiêu tiền không phạt anh Huy? Lấy xe luôn chứ làm gì? Hả? Anh còn biết lấy xe nữa anh Huy? Lấy xe luôn. Rồi ví dụ mà lấy xe hai vợ chồng ngồi xô ôm, ngồi taxi gì á? Kêu taxi đi. À chắc taxi đi về luôn hả? Trời ơi dữ ha. Không mà từ lúc mà Quy ở với em nó chưa ra tỉnh ngoài, đi Bạc Liêu rồi đó, chưa đi Cần Thơ. Hồi nào giờ chắc anh chưa gặp giao thông ha. Anh xỉn vậy mà anh dám chạy xe, anh chưa gặp giao thông hả anh Phi? Có thôi. Không có từng gặp chưa? Hả? Có từng gặp lần nào chưa? Gặp giao thông người ngày nào. Gặp giao thông mà nó chưa giao thông chưa thở vô phải không? Không mà số em sao á. Thôi thí dụ mà giao thông thở anh vô với chị Quy rồi đó, anh cảm nhận phạt có khoảng bao nhiêu tiền nha anh Phi? Mấy triệu ai biết. Đâu đâu còn á mấy triệu. Rồi bỏ xe luôn. Không mà giờ anh nói cho cùng rồi mặn cái điều biết đi anh Phi bây giờ. Không mà chủ yếu em dẫn vợ em đi chơi là cho vợ em mở mang kiến thức nè. Một cái thứ nhất á
là anh say xỉn ha, mà nhầm khi bây giờ anh say anh cũng nói không say nữa, tại nhầm khi anh dai chạm không em xe. Em không giả dối, em nói thiệt không. Em nói đi đâu em đi đó, bây giờ em nói cho anh nghe nè, em nói sự thật à. Cái thứ nhất á, anh có độ cồn là không nên anh chạy xe ra đường. Em bậy hơn cái đó đúng không? Đó, cái thứ hai á thì có lỡ xảy anh quẹt người ta ha, làm gì quẹt không cho em ơi, cái là em nói cho anh hiểu thôi đó, anh quẹt người ta đó xong rồi bắt đầu, tại vì á, giao thông là nói chung là đưa anh á là coi như tội luôn anh Phi. À, xe rượu rồi lái xe. Ừ, rồi có bằng lái chưa? Không đó, không có bằng lái là một nè đó, ba rồi. Rồi có giấy phép lái xe chưa? Không. Không nữa hả? Vậy là... bằng lái xe đó. Rồi bây giờ không phải xe tải đâu mà giấy phép lái xe. Bất cứ xe gì, xe hai bánh, bốn bánh là cũng phải có bằng lái phép lái xe hết. Toàn bộ. Thì em chưa có. Đó thấy không? Anh chưa có gì đó mà sao mà anh dám đi chạy xe đi ra ngoài đường khơi khơi đi xa nữa chứ không phải đi gần nữa. Thì chơi liều mà. Trời ơi, liều dữ vậy anh Phí. Hơn vợ, dẫn vợ đi chơi à, anh cho biết chỗ này chỗ kia. Cái này là anh liều dữ luôn á anh Huy. Bất chấp tất cả mà. Dẫn vợ đi chơi mới hạnh phúc à. Bây giờ là anh nhà hoài, bất chấp tất cả dù xe bị bắt cũng chịu thôi phải không anh Huy? Mắc là bỏ. Trời ơi, mắc. chiếc đó mà anh mà mắc một cái, một là anh đứt giò không có được đi đâu hết trơn anh Huy. Hai dòng mình là bộ. Rồi thí dụ mà có khi nào có ngày nào mà giao thông bắt xe anh rồi đó anh Phi, rồi anh cảm nhận hai vợ chồng sao mà có xe đi anh Phi, thì mình gắng tạo mua lại. Lúc trước hỏi vợ em đi, em với vợ em đi lụm đi với trai tích lũy mới mua xe lại. Bây giờ ví dụ mà giao thông mà giam xe của anh, lấy xe của anh rồi đó, rồi mà sao mà anh mua xe được anh Phi? Lâu ngày, lâu năm, lâu tháng. Rồi xe của anh mua khoảng bao nhiêu triệu anh Phi? Có mấy triệu à? Mấy triệu? 4-5 triệu vậy. Ờ, chiếc logo đó 4-5 triệu vậy, bắt gì anh Phi? À, mua mấy năm trước rồi. Mua lâu rồi phải không? Bây giờ xe đó, bây giờ giao thông, bây giờ thấy anh chạy xe đó, bây giờ anh chạy ngang giao thông cũng không bắt xe anh đâu, tại vì xe đó cũng nói chung là lỗ thời rồi đó. Mỹ xe nào cũng được, hai vợ chồng có phương tiện chạy chở vợ em đi cho vợ em biết chỗ này chỗ kia là được rồi, em vui rồi. Rồi thí dụ mà anh có từng thí dụ mà anh gặp giao thông á ha, mà anh cảm thấy mà trong vừa thấy giao thông cái anh có run có sợ gì anh Phi? Thì mình chấp hành luật pháp rồi. Không mà mình say xỉn mình vi phạm nè, là mình có sợ không, mình có biết không? Sợ thì mình vô quán võng mình nằm. À, sao mà sợ vô quán võng nằm là sao anh Phi? Chứ anh có rượu anh dám chạy trước mặt giao thông lo lụng còn. À, vậy là anh cũng biết ha, anh chừng nào anh xỉn anh kiếm vô quán võng anh nằm ha. À, em nói gì được không? À. Rồi thí dụ mà anh bây giờ là thí dụ anh thông minh hơn chị Quy, mà chị Quy á chị nào thí dụ mà anh trao xe cho chị Quy á mà lỡ có bị giao thông bắt á, rồi chị Quy nói chuyện với giao thông sao anh Phi biết không? Nói gì làm gì bắt không có em biết hết trơn. Biết ai? Không mà chỗ nào có điểm mà em biết hết trơn. Ồ, giờ anh biết điểm giao thông luôn anh Phi. Dữ ha. Rồi giao thông thấy người ta bắt xe mình thấy rồi mình biết rồi chứ. À, vậy là mình né anh trong khu vực Sóc Trăng này nè, anh biết giao thông nằm chốt nào anh biết hết luôn anh Phi. Làm cho biết. Trời ơi anh Phi này dữ ha. Rồi biết hết trơn anh Phi. Tuy rằng em nhậu thiệt chứ em có rượu thiệt. Em biết chỗ nào phạt lỗi cồn nhiêu, lỗi cồn 30% là bị phạt rồi đó. À, vậy mình cũng gắng uống ha Phi. Không phải gắng mà chở vợ đi chơi. À, còn tỉnh chở vợ đi chơi. Vậy là cái này là quýnh anh hơi nặng một chút, biết sao? Tại vì anh biết cái đó là
cấm anh không nhậu nhẹt và không xe không lái xe. Nhưng mà tôi có say xỉn gì đâu. Nếu mà tôi say xỉn rồi tôi chở vợ tôi nói chỉ với anh được cái gì đâu. Thì nếu mà tới đó thì chừng nào giao thông lụm anh rồi đó thì nhầm khi cái đó là sai tôi. Thì anh chịu. Tôi xây lực giao thông thì tôi chịu. Đó vợ tôi nếu mà sợ sợ thì vợ tôi không có lên xe ngồi với tôi đâu. Đó. Vậy hả? Okay. Uống uống như hai vợ chồng uống chơi. Vừa ăn vừa uống. Khổ nhiều rồi. Bây giờ phải cho thoải mái chút. Thiệt, không phải nói gì. Không mà tội nghiệp vợ em. Lúc trước nó cũng đi lụm đi mua, không biết ngồi bán là gì. Bây giờ ngồi đi du lịch, đi chơi. Biết này biết nó, biết ăn ngồi quán. Hồi đó chỉ biết về ăn có ngủ không. Nếu mà em nghĩ ha, em nghĩ là anh nhắc chờ anh đi xa vậy đó là anh chắc có trốn tránh nè. Trốn tránh gì? Em trốn tránh gì? Em muốn nợ ai rồi trốn tránh. Hồi đó giờ anh, em đâu có thấy anh đi xa vậy đâu anh Phí. Trời ơi, đi Bạc Liêu. Mới thấy bữa nay đó là anh đi xa đó. Đó bây giờ nếu mà em không phát hiện á ha, là bảo đảm với anh á ha, là không có ai mà để ghi hình anh bữa nay đâu. Em nói thiệt mà. Tại lúc trước em chưa đủ điều kiện. Đó, bây giờ nếu mà em không theo dõi anh á, là không có để định vị của anh á, là không bao giờ là em biết anh ở đây. Đó, thiệt. Rồi lúc mà vợ em chưa gặp em á, làm gì biết. Đi Bạc Liêu tỉnh này tỉnh kia, Cần Thơ. Đó, gặp em đi hẹn. Nếu mà em có khả năng á, anh đi dẫn vợ em đi đủ đỉnh luôn á. Nè bây giờ nè ha, bữa nay á anh và chị Huy đi tới đây ha, mai em bảo đảm với anh đó là anh kiếm cái đường khác, anh đi kiếm đường xa anh đi nữa chứ không phải là anh ở phòng đó, em nói thiệt. Ừ đúng không, em muốn cho vợ em hưởng thụ những ngày cực khổ qua rồi, bây giờ để vợ em sung sướng chứ không để vợ em khổ nữa, không để lụm dây chai nữa. Đó em nói vậy trong lòng em rõ ràng. Rồi làm gì mà để cho vợ anh sung sướng, anh có làm gì đâu mà để cho vợ anh sung sướng anh Phi. Cho sung sướng biết nè, chỗ này chỗ kia ăn quán với người ta. Rồi không có tiền sao mà đi. Em tạo ra được. Sao mà tạo được anh Phi, anh có đi mua đâu mà tạo. Em đi lụm đi mua anh thấy đâu. Sao mà anh biết anh em không thấy. Bất cứ giá nào em muốn phải kể tạo vợ em đợi đặt tiếng lên. Bây giờ em đi theo anh là 24/24 mà không, bữa nào cũng phải ghi hình lên cho để cho khán giả đều biết mà anh Phi, mà sao mà anh nói anh đi mua. Lúc mà vợ em ở em giờ có cực khổ mà còn đi lụm không. Đó bây giờ anh nói những lời của anh nói ra đó là khán giả chỉ biết là biết anh nói dốc rồi. Đó. Nói dốc vậy sự thật chứ. Chứ giờ em đi theo dõi anh 24/24 cứ ghi hình anh lên mỗi ngày mà sao mà thấy đâu có thấy anh đi mua đâu. Thì em mới miễn sao em lo vợ em được rồi. À, miễn sao là anh lo cho vợ của anh. Vợ em á biết xài điện thoại cảm ứng nè. Biết chạy xe nè. Đó, thì biết nè, ngồi quán này quán nọ nè. Hồi đó làm gì biết, chỉ tối ngày biết đi lụm rồi về ăn cơm. Đó bây giờ ngồi quán em hại em gì em thương. Rồi bây giờ người ta nằm uống phê đi ha. Rồi mình nằm cho nó hít rượu đi, người ta nói lái xe anh Phi ơi. Này là em nói thiệt mà. Chứ anh say xỉn mà anh có rượu rồi anh đi ra ngoài đường là anh có tội đó. Đó, đó biết. Mình biết mình độ cồn. Đúng rồi, mình độ cồn đó, mình nằm đi. 60% là 30% là dính nè. Đó, thấy không, anh cũng biết mà. Hay biết lực không? Ừ, anh này anh biết lực. Còn chị nên chị Huy á, riêng chị Huy thấy không? Chị Huy thì nói chung là chị không biết gì hết. Đúng rồi.
em chỉ dẫn từ chút. Có một cái chị không hiểu chuyện mà chị cứ nói đi đâu gì đâu không à. Đó. Không, vợ em thì nó khờ khạo, nó không biết, cãi nó. Em thì chỉ dẫn, em chỉ vợ em không có sai bậy đâu. Em thương không hết nữa. Nếu mà làm bậy rồi em chơi qua đường rồi. Nói thẳng gì đi. Chứ ai mà ở tới giờ này